Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình có gặp một con âm ly Baramax. Hiện tượng của nó bây giờ ấy là cắm đường mic vào thì vẫn có tiếng, nhưng mà đường nhạc thì không có tiếng. Đây giờ sẽ thử với các bạn xem nhé. Đấy. Cắm này, cắm điện này. Đấy. Bạn ạ, tiếng nó có rồi nhưng tiếng rất bé các bạn nhìn này. Bạn kịch đây không có này. Đấy. Đối với trường hợp này thì mình khoanh, tại sao tôi lại khoanh vùng cái bo này hỏng? Bởi vì sao? Các bạn cắm vào đường nhạc này mà nó có tiếng thì chứng tỏ là cái bo bên này đang tốt này. Nha bạn nha. Cái bo bên này là cái bo điều chỉnh nhạc âm lượng, các bạn thấy không? Volume không? Âm lượng của cả bo mic này, bo mic, bo vang này đưa xuống đây. Và bo nhạc của mình này nó cũng sẽ đưa qua bên này. Đó, thế thành ra là khi mà mình thấy một cái thiết bị bị không ra tiếng thì các bạn tiến hành cắm tiếng vào đường mic cho mình, xem nó có ra tiếng hay không. Nếu như các bạn cắm vào tiếng vào đường mic ấy mà tiếng nó ra mà đường nhạc không ra thì nó hỏng ở bo bên này nha. Đấy. Nếu mà trường hợp mà các bạn gặp cái trường hợp mà cả hai vế đều không ra tiếng, đúng không? Bo mic này cũng không có tiếng này, mà bo nhạc này các bạn cắm tín hiệu nhạc ngoài vào cũng không có tiếng này, thì các bạn phải tiến hành rút cho mình cái jack này ra này. Bạn thấy không? Rút hai jack này ra. Cắm trực tiếp tín hiệu vào trong công suất này. Nếu mà cắm trực tiếp vào công suất mà tiếng ra thì là hai vế công suất tốt. Các bạn cắm trực tiếp vào mà thử tiếng mà không có tiếng ra thì là đang hỏng hai vế công suất nha bạn nha. Còn hỏng công suất thì sửa như nào thì lần ngược lại để sửa. Tương tự với này cũng vậy. Thì bây giờ ấy, mình cắm vào đường mic này thì tiếng có ra. Đấy, nhưng mà cắm tín hiệu vào đường nhạc này này. Đây, cắm đường. Đấy, thì tiếng không có ra các bạn. Không có ra. Thì bây giờ mình xác định này, nó hỏng ở trên cái bo này nha. Thì bây giờ mình đang cho tín hiệu nhạc vào rồi. Đấy, bây giờ cũng không phải là không có ra, mà là tiếng nó ra rất là nhỏ đấy các bạn nhé. Rất là nhỏ. Tiếng rất là nhỏ. Đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ sửa cái bệnh này nhá. Thì trước tiên các bạn phải lần được đường vào, lần được xem là tiếng nó vào đến bên trong này hay chưa này. Đấy. Bằng cách là như sau. Mình cắm điện này. Đấy. Mình chạm tay vào đây là tín hiệu ra của bo bên này. Đấy, tín hiệu vào bo này. Tín hiệu vào đây này, tín hiệu ra đây này. Tín hiệu vào đây này, nó vào khuếch đại một loa sau nó đi ra đây. Đấy, còn đây là jack nguồn vào. Đấy bạn thấy không? Đây mình cho tiếng rất to thì bắt đầu nó mới nghe tiếng rất là nhỏ. Đấy, bây giờ mình sẽ thử khuếch đại lên nha. Các bạn nhìn này, lấy tay chạm chạm vào đường vào này. Không thấy gì này, chạm hai đường vào, chạm vào công tắc này, không thấy gì này. Đấy, chứng tỏ là đang hỏng trên bo này. Bây giờ đây là đường bo ra của cái bo này đúng không? Thì mình chạm tay đây này. Đấy các bạn thấy không? Bộ bộ không? Tức là tín hiệu ở đây ra bên này, từ bo bên này qua đến cái bo này đang tốt này, bo bên này đang tốt luôn này. Đấy, hỏng bây giờ nó đang là hỏng ở bo này nha bạn nha. Thế thì bây giờ mình sẽ sửa như thế nào? Việc đầu tiên là mình sẽ tiến hành mình đo nguồn nha bạn nha. Bởi vì nếu mà bo này của mình nguồn mà không có thì nó sẽ sinh ra hiện tượng là như vậy. Nguồn thì ở bên trên này của mình nó sẽ là ăn nguồn là âm dương 15V nha các bạn nha. Đây các bạn nhìn mình đo này. Mát này thì mát, các bạn có thể đặt mát ở đâu cũng được. Mát ở các cái cọc màu đen đen này là được này. Các cái cọc mà có dây màu đen này. Đấy. Hoặc là mát ở bên này cũng được này. Ở jack này, ngoài cùng này. Chỗ nào cắm dễ thì các bạn cắm. Cứ màu đen, jack mát, nó nối chung với nhau hết mà. Đấy, các bạn đo cho mình chân số 4 này. Chân số 4 này nó sẽ được là âm 12 đến 15V. Bạn thấy không? Âm 13 chưa? Chân số 8 của IC này cũng được thế. Tương tự với từng con IC một, bởi vì nhiều khi nó đứt mạch thì làm thế nào. Âm 13 này, dương 12 này, dương 13 này. Tiếp tục con này này. Con này có được 3 IC khuếch đại toán thôi. Dương âm 13 này, dương 13 này. Đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ tiến hành này. Mình sẽ kiểm tra xem lý do làm sao mà tín hiệu ra lại không có, đúng không? Đấy, thì bây giờ mình sẽ lần được tín hiệu vào từ đây. Từ một trong hai jack này sẽ đi vào jack này. Bạn nha, đi vào jack này. Chưa xong được em ạ. Đi vào jack này, thì bây giờ mình sẽ lần nha. Đây các bạn, tín hiệu thì vào jack này này. Tín hiệu vào jack này của mình này, mình sẽ đi theo hai cái jack nhỏ nhỏ này các bạn thấy không? Hai dây nhỏ nhỏ đi ra đây, đi ra đây. Đi ra đây, đi ra đây. Đi ra hai jack này để đi vào IC. Cái này thì đi ra đây, đi ra đây. Đấy, để đi vào con IC bên này.
Vậy thì đây chính là con đi xe khuếch đại đầu vào nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ vặn to cái volume lên một tí. Đấy, vặn to volume lên một tí. Để mình chạm tay vào đây, một tay mình chạm đây, một tay mình sẽ chạm tín hiệu ra. Đây là chân 5 này, chân 6, chân 7, tín hiệu ra sẽ nằm chân 7 này. Bạn nghe sẹt sẹt không? Sẹt sẹt này. Tín hiệu vào chân, để chân 5, 1, 2, 3. Vào chân 3, ra chân 1. Bạn nhìn này, chạm tay vào vẫn có tiếng này. Tiếng nhẹ nhẹ, sẹt sẹt nhẹ này. Mình khoanh vùng, vẫn hỏng lanh quanh con đi xe thôi nha. Thế bây giờ mình sẽ đo tín hiệu vào. Thì để đo tín hiệu chúng ta sử dụng là máy hiện sóng nha các bạn nhé. Các bạn nghe tiếng không nhỉ? Chúng ta sẽ sử dụng máy hiện sóng. Một đầu máy hiện sóng ta kẹp ở bên ngoài nha. Ta kẹp vào mát. Một đầu chúng ta đo tín hiệu này. Tín hiệu của mình nó đi vào hai cái jack này, nó đưa ra chân giữa này. Các bạn thấy không ạ? Tín hiệu của mình đã có này. Tín hiệu cũng đã có này. Tín hiệu từ ngoài vào đấy. Đây này. Các bạn thấy không? Rồi, bây giờ mình sẽ đo vào đây. Đo tín hiệu vào chân đây này. Nó vào hai jack này đúng không? Đây, đến đây vẫn có này. Đi qua bên này sao? Bên này mất rồi các bạn thấy không? Tín hiệu đi vào đây thì có này. À, đi vào chỗ này thì có này. Đây. Còn tín hiệu từ ngoài vào, đi từ đây theo hai rắc nhỏ này. Đi đây có này. Tín hiệu nó qua này thì mất này. Này, tín hiệu bên này nó ở cái dạng nhiễu gì. Đấy, tiếp tục tín hiệu vào đây có này. Tín hiệu vào đây có này. Qua bên này thì cũng bị thuộc một, nó bị biến đổi thành một cái dạng nhiễu các bạn. Đây, nhìn lại nha. Đây, tín hiệu đây. Qua bên này cái thì ngay tức này, nó bị một cái dạng nhiễu gì đấy. Tiếp tục là tín hiệu, đây là tín hiệu chân 5 đúng không? Chân 6, tín hiệu ra chân 7 này. Tín hiệu ra chân 7 mình thấy các bạn này, rất là yếu này. Tín hiệu chân 7 với cả chân 5 vào nó giống nhau. Các bạn thấy không? Nó rất là nhỏ, nó không khuếch đại được. Gần thì không khuếch đại được. Thế thì bây giờ mình phải đo nhé. Đo nhé, đo về một cái mặt điện áp để xem trong liệu nó có sai sót gì không. Có thể là con IC này chết nhé, nhưng mà mình loại trừ IC bởi vì IC đã được thay rồi. Nếu mà làm nhanh thì các bạn phải thay IC thử. Bây giờ mình sẽ đo nhé. Đây này, đây là chân số 5, chân 6, chân 7, chân số 7 đây đúng không? Đo tận 11V này. Tín hiệu ra được tận 11V là nó thuộc thành phần 1 chiều các bạn. Đấy, tín hiệu này tận 11V. Tín hiệu chân số 6 này 2,7. Tín hiệu chân số 5 này, chân số 5 này tín hiệu lại tận âm 13V này các bạn này. Âm 13V này. Thế tín hiệu bên này sao? Tín hiệu bên này cũng được âm 13V này. Thế bây giờ mình phải xác định được là cái điện áp âm 13V ở đâu nó đi vào đây nha các bạn nhé. Bởi vì hai đường tín hiệu đầu vào đều có điện áp là âm 13V, đúng không? Đấy, âm 13V. Đấy, hai tín hiệu này không thể nào âm được các bạn. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ lần nhé. Tín hiệu ở đây này. Tín hiệu từ ngoài vào này. Bởi vì tín hiệu vào đây rất là nhỏ các bạn. Tín hiệu đây vào này. Đi qua con tụ này. Con tụ lọc đây này các bạn này. Đây có một con tụ, đây một con tụ này. Tín hiệu đây qua đây. Đi qua đây, đi vào đây. Vào đây nó sẽ có một chấm này. 2.3 chấm. Chấm thứ nhất này. Đây là chấm này đi đâu đấy? Đây là chấm này có một con điện trở 56K này. Xuống đây, nó ra chân giữa này. Đây chính là mát nha các bạn nhé. Đây chính là mát. Tiếp theo là đây có một cái chấm nữa này. Tín hiệu đây 3-4 chấm. Một chấm này. Chấm này thì là con tụ này. Chấm này thì đi ra đây. Đi ra đâu? Đây là đi vào chân số 4. Đây chính là đường nguồn âm 13V, âm 15V của mình nha các bạn nhé. Đấy, tiếp tục ở đây, nó có một đường đi qua đây. Đi qua đây là đi đâu ạ? À, hình như là không phải. Tín hiệu đây nó có một con tụ lọc các bạn, xuống mát thôi. Con tụ lọc thôi chứ không phải đi ra đây. Con tụ lọc. Như vậy thì điện áp âm 13V đây nó chỉ có thể là lấy từ phía trên này xuống thôi nha. Thế bây giờ phía đằng trong con tụ này, rút điện ra này. Bây giờ mình sẽ lần lại này.
Đây mình thấy, các bạn nhìn thấy đây có một con diode không ạ? 4148 này. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo. Đo nó bằng đồng hồ nhé. Đo bằng đồng hồ kim cho nó dễ nhìn đi. Bởi vì tín hiệu ở đấy thì không thể nào mà nó được tận âm mười mấy vôn được. Đấy, bây giờ mình sẽ cân chỉnh về không nhé. Rồi, lật ngược lại mình đo lại xem. Đây là tín hiệu, đây là chân số 5 đúng không? 5 này, đo với cả đường nguồn âm này. Các bạn thấy không? Nó thông hẳn rồi. Thông hẳn vào này, đảo lại này. Thông hẳn này. Như vậy mình xác định là con diode phía trên này chết nhé. Con diode này chết này. Bây giờ mình sẽ lật con này ra thử xem chính xác là nó chết hay không. Có một số bạn thì hay hỏi mình là giáo trình sửa âm ly. Thì mình thì không có giáo trình sửa âm ly để bán cho các bạn. Nhưng mà mình có một cái danh sách phát chuyên sửa âm ly nhé. Các bạn vào danh sách phát của mình để tìm nhé. Có cả phân tích. Đây các bạn, đây là con diode đấy nhé. Nhớ cả thử. Đây con diode nằm ở đây. Nhấc ra thử để đo cho các bạn xem nhé. Cơ bản là có một mình quay video thành ra là nó hơi vướng. Đây con diode ở đây. Các bạn thấy không ạ? Chết này. Nó làm cho đường âm 13V nó xông thẳng vào đường tín hiệu mình luôn này. Nếu như không có tụ ấy, thì có khả năng là nó xông lên chết điện thoại nhé. Đấy. Rồi. Bây giờ mình sẽ tháo nó ra thử và mình đo lại xem là tín hiệu đấy nó còn bị nữa hay không. Tháo ra thử và đo lại. Đo lại điện áp nhé. Đo lại về mặt điện áp. Các bạn thấy đồng hồ nhá. Các bạn thấy không? 0V này. Bây giờ tiếp tục tín hiệu vào với bên này. Bên này thì vẫn âm 13V. Thì cũng có thể là sau cái quả chập vừa rồi thì là nó sẽ gây ra hiện tượng là bị xông điện vào và chết con IC này cũng nên. Để mình đo lại xem đường này ra đây đúng không. Ra đây. Ra đây. Đây tín hiệu còn lại đi vào đây. Đi vào đây. Đi vào đây. Đi qua đây. Đi qua đây. Đi qua đây. Đến đây và ra chỗ này. Chỗ này lại có một con diode này các bạn này. Lại có một con diode này. Thôi mình rút điện ra mình đo tiếp con diode để xem nó chết không nhé. Trường hợp này thì đa số là chắc là người ta cắm nhầm điện hoặc cái gì đấy thì mới xông chết nhiều này. Bình thường ít khi nó chết nhiều cái này lắm. Đây, cái đo này. Một chiều lên này. Đây các bạn này. Cái con diode bên này mình đo thấy hai chiều đều lên bằng nhau. Để lên số 10 cho nó. Đường bên này là đường âm 13V đúng rồi. Đi vào đây. Thế thì con diode bên này khả năng cũng chết này các bạn này. Con này này. Đấy, bây giờ mình sẽ nhấc tiếp con bên này ra nhé. Một mình vừa quay vừa làm nha. Nó hơi vướng. Rồi. Tiếp tục này. Mình lại bắt đầu đo. Đo xem là con diode này nó có bị chết hay không nhé. Đây các bạn nhìn này. Đây đồng hồ đây, bên này thì bạn không nhìn thấy tại mình vừa quay. Các bạn thấy không ạ? Kim lên này, đảo lại này. Đấy, các bạn thấy nguy hiểm không? Đấy, thế bây giờ mình tiến hành mình rút hai con diode này ra. Lúc mình thay sau nhá. Bây giờ mình sẽ rút ra, đo lại điện áp vào thành phần điện áp một chiều đấy xem là nó còn điện áp một chiều hay không. Đấy, nguy hiểm nhỉ. Cắm điện này. Đo bằng đồng hồ số này. Đo một đầu đây. Tín hiệu vào đúng không? Đầu bên này. 0V các bạn thấy không ạ? Tín hiệu vào bên đầu bên này. Cũng 0V nhé. Bây giờ mình sẽ cho tín hiệu vào này. Mình sẽ vặn tín hiệu to lên này. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Này, các bạn nhìn này, có tiếng nhạc này. Nhưng mà do nó đánh bản quyền nhá nên mình sẽ không cho nhạc vào đây. Bạn thấy không ạ? Như vậy là đã có tiếng nhạc ra nhá. Đấy.
Chúc các bạn làm thành công. Như vậy mình đã sửa xong. Vậy là hai con diode này là hai con diode xén nhiễu nha. Bây giờ mình sẽ thay hai con diode này đi là được. Như các bạn nha. Chúc các bạn làm thành công.